đèn đỏ là sao con, đèn đỏ là ngưng. Rồi đèn xanh gì con, sao con, là chạy. Còn đèn vàng là sao con, là đèn vàng là tăng tốc. Sao con biết? Dạ ba con mỗi lần con thấy đèn vàng là ba con chạy thật nhanh. Đó thì con nít thì không biết cái gì, những cái hành động của người lớn thì con nít nó sẽ bắt chước. Hello anh chị và các bạn nha. Hôm nay dự định là mình sẽ quay một vài đường phố đón xuân, chuẩn bị cái Tết Nguyên Đán sắp tới đó của Sài Gòn, để mình cập nhật cái không khí lễ hội buôn bán và quan cảnh đường phố nó như thế nào. Nhưng mà như anh chị cũng thấy trước camera thì trời Sài Gòn đang đổ mưa anh chị. Bắt đầu mưa chuẩn bị nặng hạt. Nên chính vậy Sunny cũng cancel cái clip quay đường phố ngày hôm nay và tạm thời nghỉ ngơi. Nhân tiện đó thì mình cũng cập nhật thời tiết cho anh chị biết. Dạo này biến đổi khí hậu thì nó rất là lạ thường anh chị. Ảnh hưởng cái thời tiết này, ảnh hưởng mấy cái người mà trồng hoa, đặc biệt là mai. Canh không được, thế là Tết năm nay mai cũng có thể là mất đây. Cũng nhân đây cái clip lang thang mình gắn GoPro lên thì nó chống mưa. Lang thang mình cập nhật thời tiết cho anh chị các bạn theo một số cái nguồn dự báo của Hải quân Mỹ, của Nhật. Và Sunny cũng vào một cái trang web windy.com á, thì cái hướng bão đây là cơn bão số 1 vào thổi vào Biển Đông từ Philippines, nhưng mà cái không khí lạnh miền Bắc tràn về nên cơn bão này nó sẽ đi vào vịnh Thái Lan, nó né toàn bộ Việt Nam ra, miền Nam của Việt Nam nó vào vịnh Thái Lan và nó tan biến dần. Thì trong 1-2 ngày tới thì Sài Gòn sẽ đổ những cơn mưa nặng hạt do cái đuôi của bão. Thì cũng vài cái cập nhật cho anh chị các bạn biết. Hôm nay cũng rất là buồn, định đi quay cái không khí Tết, đường phố quang cảnh như thế nào, nhưng mà bây giờ là mưa rồi. Trước mặt sorry anh chị, nãy giờ chưa cập nhật đường xá. Mình đang đi trên con đường Hậu Giang anh chị, và chúng ta sẽ lăn bánh để chúng ta lên cầu Hậu Giang. Cung đường ngày hôm nay thì trời mưa râm râm, xin yên mặc áo mưa và chạy từ từ để mình xem cái không khí Sài Gòn dịp những ngày cuối năm mà mưa như thế này nó như thế nào. Mình đang lăn bánh lên cầu Hậu Giang, sau đó mình sẽ ra quẹo trái để ra chợ Cây Gõ, đường Minh Phụng. Tới bùng bên Cây Gõ mình sẽ quẹo phải đi theo con đường Hồng Bàng, rồi mình quẹo đường Tổng Đốc Phương để lên cầu Trà Và qua chợ Sớm Củi và qua cái hướng quận 8. Thì hôm nay chắc phải chạy qua anh chơi thôi. Không biết là thời tiết bên các chỗ anh chị thì như thế nào, có mưa, có tuyết, có lạnh lẽo hay không. Và Sài Gòn đúng là thời tiết Sài Gòn rất là động đảnh như người con gái anh chị. Trời có lúc nắng lúc mưa, nhưng mà hôm nay chắc với bầu trời u ám như thế này chắc là mưa suốt ngày, cũng ảnh hưởng đến cái việc buôn bán Tết của người dân. Mé bên tay trái chúng ta sẽ về chợ Cây Gõ nha. Hôm nay thì Sunny gắn GoPro lên, lâu lâu vuốt tay lên cái camera anh chị thông cảm, tại nước động thì anh chị không thấy rõ mấy. Mình đang dừng đèn xanh đèn đỏ ngay góc ngã tư Hậu Giang và Minh Phụng. Rồi.
ngang khu vực chợ Cây Gõ anh chị. Hồi xưa ở đây nó có một cái cầu gọi là cầu Cây Gõ, có một cái trường gọi là trường Cây Gõ. Nói đến Sài Gòn xưa và nay thì nó có những cái chợ cũng rất là hay anh chị ha. Nó tên ví dụ là chợ Vườn Chuối, chợ Bàn Cờ, chợ Cây Gõ. Nó đặt theo cái vùng miền, những cái nơi đó có những cái cây ha, những cái đặc sản gì đó. Phía trước mặt chúng ta đó là Bùng Binh Cây Gõ, bây giờ có những cái cầu vượt vượt qua cho nó đỡ ách tắc giao thông vào những cái buổi tan tầm. Phía bên tay trái chúng ta sẽ là con đường lục tỉnh để về xa cảng miền Tây, nhưng mà hôm nay thì Sinh Y sẽ quẹo phải để đi con đường Hồng Bàng. Chắc Sinh Y sẽ đi con đường Nguyễn Trãi, quận 5, Chợ Lớn luôn nha. Và sau đó quẹo đường Châu Văn Liêm, đó là con đường Tổng Đốc Phương năm xưa, để lên cầu Trà Vạ. Sáng nay thì định thực hiện một vài cái clip về cái khu Sài Gòn Chợ Lớn ở khu Tân Bình để cập nhật cho anh chị, và cũng là theo yêu cầu của một số anh chị xa quê hương đó. Nhưng mà anh chị cũng thông cảm cho Sinh Y nha. Hôm nay thời tiết nó không được đẹp mấy nên Sinh Y sẽ tạm thời nghỉ ngơi trong cái buổi ngày hôm nay. Thế là mai thì sẽ đi quay bù cho anh chị. Nói chứ một khán giả thì Sinh Y cũng phục vụ, tại vì cái đó là cái tấm chân tình. Khi mà kể cả Sinh Y nhờ ai mà họ làm một cách rất là nhiệt tình đối với mình á, thì mình vui không? Rất là vui, rất là hạnh phúc. Thì một khán giả mình cũng phục vụ. Tất nhiên là Sinh Y sẽ thực hiện những cái clip mà quanh quanh Sài Gòn, kể cả Vũng Tàu. Còn những cái tỉnh thành xa hơn thì Sinh Y cũng xin lỗi. Qua năm thì Sinh Y sẽ làm một cái bản khảo sát trên kênh YouTube á. Thì anh chị có gì thăm mình, ví dụ như mình đưa ra một cái khảo sát là anh chị đã sinh ra và lớn lên có kỷ niệm ở đâu nhiều nhất, ví dụ như Cần Thơ, Rạch Giá, thì Sinh Y dựa vào cái đó, Sinh Y sẽ tiếp từ cao xuống thấp, rồi Sinh Y sẽ đi trước. Vuốt cái cho nó camera nó trong hơn. Thường thì đi bộ vẫn hay hơn anh chị. Rồi mình sẽ đi đường Nguyễn Trãi anh chị, đèn xanh đèn đỏ rồi. Thôi đi thẳng đi, đi đường Hồng Bàng luôn, đi ngang cái Hồng Triệu Plaza để cập nhật cho anh chị biết một số cái hình ảnh. Rồi chúng ta lên đường thôi. Theo dự báo của Sinh Y á, thì khoảng 2 ngày nữa thì bầu trời của Sài Gòn sẽ trong xanh, thời tiết đẹp thì người dân buôn bán Tết nó dễ dàng thuận tiện hơn. Cứ mưa gió như thế này trong cái việc buôn bán cũng rất là khó khăn.
trước mặt anh chị máy bên tay trái đó là thùng chiều laser, mà trước kia theo một số tài liệu đó là cái ga xe lửa, ga hỏa xa qua đường Nói đến đèn xanh đèn đỏ thì cũng có một cái câu chuyện rất là vui. Cô giáo hỏi một đứa học trò thì khoảng là 7-8 tuổi thôi, ví dụ nó còn nhỏ lắm. Đèn đỏ là sao con? Cô giáo hỏi học trò thì đèn đỏ thì là đèn đỏ là sao con? Đèn đỏ là ngưng. Rồi đèn xanh thì con sao con? Là chạy. Còn đèn vàng là sao con? Là đèn vàng là tăng tốc. Sao con biết? Dạ ba con mỗi lần con thấy đèn vàng là ba con chạy thật nhanh. Đó thì con nít thì không biết cái gì, những cái hành động của người lớn thì con nít nó sẽ bắt chước, thì nó sẽ làm theo. Ví dụ như vấn đề là mình xả rác cũng vậy, cái gì xả rác trên đường phố, nếu mà giả tiện mà người lớn, những bậc cha mẹ thì không có noi gương đó xả rác, thì con nít nó sẽ xả rác, thế là trở thành một cái một ý thức, nó theo một cái thói quen, nó không được hay. Nên từ lời nói, từ những hành động của phụ huynh cũng rất là quan trọng. Mình sẽ quẹo phải anh chị thôi. Trước mặt chúng ta đó là con đường Tổng Bắc Cương đó. Bây giờ nó là con đường Châu Văn Liêm anh chị. Nên Sunny cũng mong muốn rằng những cái hành động của người lớn á, nó sẽ nên suy nghĩ cặn kẽ trước khi nói, hoặc là trước khi mình làm một cái điều gì đó, để mình tránh cái việc bắt chước của những đứa bé từ nhỏ. Ví dụ như Tinh Y cầm một cái vỏ kẹo chẳng hạn, Tinh Y dùng cái vỏ kẹo đó, Tinh Y không có vứt, Tinh Y sẽ bỏ vào túi, và sau đó thì đến một cái hố rác nào đó, cái chỗ mà đổ rác đó, thì mình sẽ quăng cái vỏ kẹo hay là cái chai nước. Thì lúc đó thì bé Sunny sẽ hỏi ok sao là ba lại bỏ trong túi làm chi, thì cái đó thì mình sẽ giải thích cho con. Từ những cái hành động đó thì con mình sẽ học được cái cách là không xả rác ngoài đường, hoặc là mình nói chuyện với con như là chia sẻ như là người bạn vậy đó, người bạn trẻ. Cái trao đổi chia sẻ thì nó sẽ cởi mở hơn, nó dễ tiếp thu hơn. Chứ nhiều lúc quá mình chứng kiến một số phụ huynh chửi con, mà chửi thề đó, chửi bậy đó, thì sau này thì nó sẽ chửi bậy thôi. Lúc đó mình đâu có thể trách con được, nó tại sao chửi bậy như thế, thì chính vì cái gương của mình, thì lúc đó trở thành một cái thói quen không tốt. Rồi dần 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 nó sẽ hình thành cái ý thức có hại cho những cái suy nghĩ của bé. Trước mặt chúng ta đó là Bồn Binh, Hải Thượng Lặng Ông và Châu Văn Liêm, và đây là cái bưu điện Chợ Lớn, mà xưa kia đó là cái Chợ Lớn đó anh chị. Và chúng ta sẽ quẹo Bồn Binh để lên cầu Trà Và qua chợ Sớm Củi. Sorry anh chị nha, lặp lại là hôm nay thì Sunny sẽ không quay, cancel rồi, mưa vậy thì quay nó không đẹp, lại khi mà trời mưa râm râm thì nó ướt camera nó hư đi. Sunny thôi, sorry anh chị đó. Rồi chúng ta sẽ lên cây cầu Trà Và nối giữa quận 5 và quận 8.
chứ hồi xưa có những cây cầu để nối quận 5, quận 4, quận nhất, quận 5 với lại quận 4, quận 8 thì có, anh chị cũng nhớ là cây cầu Cánh Hội nè, cầu Móng, cầu Ca Mét, cầu Ông Lãnh và cầu Chà Bà thôi. Ngoài ra thì đâu còn cầu nữa đâu anh chị, nhưng mà bây giờ nó có rất là nhiều cầu được xây dựng. Rồi chúng ta sẽ đi con đường này, cái hướng này là về Nhị Thiên Đường nè anh chị, cái cầu Nhị Thiên Đường đó giờ nó trở thành một chiều thành vẹo trái thôi, để đi mang theo chợ Kinh Củi. Đi bộ quay clip thôi, tại vì cái phần lớn khán giả của Sunny đó là từ 30 tuổi trở lên, nên chính vậy cái việc theo dõi nó chậm chạp, nó nhẹ nhàng, nó vẫn hay hơn so với mình đi xe gắn máy. Nên Sunny cũng rất là hạn chế quay cái clip xe gắn máy, đặc biệt các bác lớn tuổi nè coi cái clip này chóng mặt, chóng mặt thì không coi. Đây là bên hông chợ Cánh Củi anh chị, còn khoảng 3 tuần mấy nữa thôi là Tết rồi, Tết Nguyên Đán, còn cái Tết cổ truyền. Mặc dù Sunny cũng lớn tuổi nhưng mà Sunny cũng rất là thích cái Tết. Đến Tết là vui, đến Tết được xung vầy với gia đình, mọi người gặp nhau, cười nói chúc Tết lẫn nhau, cảm thấy vui lắm. Rồi được lì xì, lớn tuổi vậy cũng được lì xì. Rồi mình sẽ trao cho nhau những cái lời chúc thân thương nhất đến với bạn bè, người thân, gia đình. Và mình thờ cúng tổ tiên. Đây đào cống gì đây. Thì cái Tết cổ truyền cũng rất là hay, nên giữ. Thì có một số ý kiến là nên bỏ cái Tết cổ truyền, nhưng mà thay Sinh Nhi thì nó nên giữ. Cái đó là cái tập tục của ông bà tổ tiên để lại, cúng ông bà tổ tiên, từ đó con cái mình nó sẽ hiểu biết nhiều hơn, và gia đình là number one, gia đình là số một. Thế hệ sau khi mà đi đâu xa thì cũng nhớ về gia đình, nhớ về tổ tiên ông bà, có trên có dưới, điều đó cũng rất là hạnh phúc. Chúng ta sẽ chạy thẳng ha, chúng ta chạy thẳng và chúng ta quẹo lên cầu, cái cầu Phùng Hưng, cầu Phùng Hưng phải không ta? Bắt đầu mưa lại rồi, mưa nặng hạt lại rồi. Xin lỗi anh chị, lâu lâu mình phải vuốt cái này nhé, vuốt cái camera. Làm cái nghề phụ là YouTuber này anh chị, đôi khi là mình chỉ là nghiệp dư thôi chứ mình không phải là đài truyền hình, nên những lời nói hoặc là những cái short video á, nó có cái gì nó chưa chuyên nghiệp thì anh chị cũng thông cảm. Đây là tấm lòng Sunny của mình, thể hiện như thế nào mình như thế nào thì mình thể hiện như thế đó, chứ nó không có châu chuốt. Có một số anh chị thì cũng vào thăm mình thì nó cũng nó nghe nó mệt mỏi lắm, nhưng mà Sunny cũng bỏ ngoài tai thôi, tại vì chúng ta
chúng ta nên trân trọng cái những khán giả hiện tại trên kênh, mặc dù có in like hoặc là like mình cũng phải trân trọng, tại vì mỗi người có một cái sở thích riêng mà. Rồi mình quẹo tay phải nha, để lên cầu để chúng ta đi qua quận 8. Con đường này Phạm Hùng. Rồi chúng ta sẽ đi con đường Phạm Hùng nếu mà qua cầu nè, để chúng ta về cái hướng Nguyễn Văn Linh, khu vực nhà bè. Nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình độc ai thì về cái ngã ba sông. Nếu mà chúng ta đi tàu cao tốc Sài Gòn Vũng Tàu thì chúng ta sẽ đi ngang cái ngã ba sông đó, thuyền ghe neo đậu, cảnh trí rất là đẹp. Sinh Y sẽ dòng một cung đường để Sinh Y xuống dạ cầu. Sinh Y sẽ quẹo phải nha, tại vì mình hướng qua ông anh ở bên Thạnh Thế Hiển á, nhiều cái clip mình cũng quay cứ đi vòng vòng chào Thạnh Thế Hiển, thì có ông anh bên bển hôm nay ổng xuống ca, ảnh làm bên cảng đó, ảnh xuống ca nên như vậy mưa vậy mình cũng qua thăm ảnh tí. Anh có cái tên rất là dễ thương, anh tên Thụy, vuốt cảm ra cái. Một vài tâm sự về thời tiết Sài Gòn, những cái gì chia sẻ lạm nhảm của Sinh Y, anh chị coi cái gì anh chị góp ý nha, thông cảm cho Sinh Y nha, nghĩ sao nói vậy người ơi, nói cho vui. Đôi khi mình mở tivi lên mình cùng đi chơi lại Sinh Y, nghe Sinh Y nói chuyện giống như bầu bạn, một người bầu bạn tâm sự gì đó. Quẹo phải về con đường Phạm Thế Hiển nha anh chị. Mong nha trời trong xanh để mọi người buôn bán cái Tết cho thuận lợi, và cũng thầm chúc những anh chị xem cái clip này nhiều năm mới, nhiều bình an, hạnh phúc, mọi việc đều hạnh thông. Và Sinh Y rất thích một cái từ chúc là tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Rồi chúng ta sẽ đi ngang cái dưới dạ cầu Chánh Hưng. Cứ đi qua đây hoài mà cứ quên tên hoài. Cầu Chánh Hưng để chúng ta về chào Phạm Thế Hiển. Anh chị nào có cái kỷ niệm ở chào Phạm Thế Hiển thì có gì thông mình nha. Nếu mà anh chị có nhu cầu về ok Sinh Y ơi quay chào Phạm Thế Hiển cho anh chị thì anh chị cứ thông mình. Sinh Y có một cái sổ tay nốt lại. Rồi chúng ta sẽ quẹo vào con đường để vào một cái khu phố ở bên đây. Trước mặt chúng ta đó là một cái chung cư cũng rất là cổ rồi. Cũ chứ không cổ. Cái này xây trước năm 1975 thôi. Rồi bye bye anh chị và các bạn. Hôm nay mình phải ngưng quay vì lý do thời tiết. Nhân đây cũng kính chúc anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống nha. Sinh Y cũng tạm ngưng cái clip này ở đây. Cảm
cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng lang thang với Sunny, lên xe Sunny để rong ruổi một số cung đường của Sài Gòn, để nhìn mọi người mua bán, nhìn mưa, ngắm đường phố và một vài cái lảm nhảm tâm sự của Sunny. Nếu có gì không đúng thì anh chị cũng thông cảm bỏ qua. Rồi, bye bye anh chị và các bạn nha. Anh chị các bạn luôn khỏe nha. Rồi, Sunny tạm kết thúc ở đây. Bye bye.